Chào bạn. Chào bạn, bữa nay trốn rừng chim nha. Bữa nay mình trốn tìm nhé bạn. Rồi, khu vực trốn là sẽ nhà thật ghẻ tới cây cục điện kia nha các bạn. Rồi mấy đứa đi trốn đi, 5 phút sau chú kiếm. Ok. Nè, quay clip trốn tìm dễ nhất là sẽ được ai mà người trốn cuối cùng sẽ được 15.000, còn ai bị bắt nhì là được 5.000 nha. Còn người bắt đầu tiên, bị bắt đầu tiên á thì không có là ngày nào nha các bạn. Mình chờ khoảng 5 phút rồi mình sẽ đi tìm tụi nó. Rồi sẽ phát phần thưởng cho nó bất ngờ nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ đi tìm nha các bạn, đủ 5 phút rồi. Khu vực mình chọn là từ nhà thật ghẻ cho tới nhà tới cây cục điện đẳng nha. Muốn kiếm là mình phải đi vòng qua đây nhà thật ghẻ này, xong nó sẽ đi vô trong này để kiếm tụi nó. Tại vì nó trốn trốn ở trong khu vực này không hay à. Trốn này cũng khó kiếm lắm các bạn ơi. Nghe tiếng cũng như thế đâu hả ta. Nghĩ đâu có hướng này hay gì. Bà đứa nói chắc trốn là trốn ở chung một chỗ thôi. Phát hiện bò các bạn. Đứa nào qua mức này là bị lội nha các bạn, chứ không đứa nào dạy dột để qua mức này đâu hả. Gì với nhí nằm đâu rồi. Rồi ô Nhi còn ở trong miếng nhà thật ghẻ phải không? Nhi bị phát hiện rồi. Nhi chạy ở đằng đâu rồi mà chạy xa lắm á. Đây là mí này nè. Dép đâu? Dép đâu? Dép. Rồi các bạn ơi, Nhí phạm lực, Nhí là người lọ đầu tiên các bạn ơi. Nhí chạy qua tuốt khu vực kia luôn. Mình đã nói là nhà thật ghẻ thôi, là mí này nè các bạn. Con cái thằng Bo thắng hả ba? Ừ, Nhí bị lọ đầu tiên nên thằng Bo sẽ là người thứ nhì và Nhi là người thắng cuộc. Nhi được 15 ngày xin chúc mừng Nhi. Yeah. Chúc mừng Bo được 5.000. Yeah. Nhí là người lội đầu tiên nha bạn. Đây là cây cột nè. Nhí nó chạy trốn tuốt góc bên đó luôn nên Nhí bị lội nha các bạn. Nhí là người bị lội đầu tiên. Hai người đã thắng. Đúng rồi. Ừ. Rồi, do Nhí bị lội đầu tiên, Nhí không có tiền các bạn. Còn Bo là người phát hiện đầu tiên, nhưng mà tại Nhí bị lội nên Bo là người thứ hai được 5.000 và Nhi được 15.000. Xin chúc mừng. Video ở đây kết thúc các bạn thấy video hay là nhớ đăng ký kênh thôi. Bye bye.